Còn đây là sau khi nó đã phơi nắng xong nha anh em. Rất là bóng loáng và sạch sẽ luôn. Mình đã rửa rất là sạch. Sạch sẽ. Rất là mới. Anh em có thể thấy con xe này hình như là trùm mền nhé. Đập hộp 2017. BMW nhập khẩu từ Đức. Con này thì phiên bản mâm 10 cây gấp đen nhé. Phuộc này là phuộc chín liền nhé. Phuộc chín liền. Heo dầu Rainbow này. Bô thì xài bô Altin. Cái bô này cũng phải hơn 30 triệu rồi. Đấy. Trang bị thêm là đèn tôn. Đèn này là gọi là rất là siêu sáng luôn nha. Đèn rất là siêu sáng luôn. Tay thắng đồ chơi. Tay thắng là tay thắng kiện. Nói chung đồ chơi trên con xe này thì cơ bản nhưng mà toàn là đồ chơi hàng xịn nhé, không có xài hàng fake. Xi nhan này, xi nhan đã tích hợp, đèn hầu tích hợp xi nhan nhé. Đây mình quay một vòng cho anh em xem. Mình dán cái logo Hiệp Đồng Nai lên đây. Quay bằng điện thoại nha, mình cũng không chuyên nghiệp lắm. Ốp lọc máy nha, resin. Lọc máy resin. Lọc máy này. Từ cái gác chân rồi nó còn rất là mới. Cái ốp sườn này bằng carbon nha anh em. Cái này ốp sườn carbon. Ho. Xe đẹp quá. Trang bị con xe này công nghệ rất là trang bị rất là nhiều nha. Ba wheel seat này là cái này là cái này để giữ ga tự động ấy, control ấy. Control như trên xe hơi ấy. Lúc mà mình chạy trên đường đường lộ rồi thì mình ví dụ mình muốn chạy tốc độ bao nhiêu thì mình cứ cố định nó lại một phát thì cứ thả tay ra là nó cứ chạy tốc độ vậy thôi. Cái control trên xe hơi ấy, nó là dạng như vậy đấy. Bây giờ mình bật máy lên cho anh em xem uy lực của combo Altin này khi gắn trên BMW 1000 RR nó như thế nào nhé. Nó uy lực như thế nào. Để mình gắn là mình bật máy lên cho anh em nghe. Đây con chìa khóa của nó cắm vào. Bật lên. Con này đô 10.000 rồi nhé. 10.000 cây. Bắt đầu bề máy nào. Con này máy rất là êm nhé. Trước là nó sẽ tắt thôi. Tắt là vị trí bình thường. Tắt luôn chìa khóa cả nó hết bình điền nhé.
Vậy là hôm nay là hoàn thành được cái nhiệm vụ là đem rửa và quên cho tắm và phơi nắng con chiến binh cá mập mặt lé này nhé. Đây là một đam mê, thì anh em là có chơi đam mê phân khối lớn như mình thì hãy đặt cho mình một cái chỉ tiêu và dành dùm, cái việc quan trọng nhất là dành dùm tiền và thực hiện cái giấc mơ nhé. Mình cũng rất là thích chơi phân khối lớn và con xe đầu tiên mình trải nghiệm là con này luôn, thì là chơi hẳn con này. Mình trước thì mình có rất nhiều anh em tư vấn cho mình, nhưng mà mình đang phân vân giữa CBR 1000 R và con BMW F 1000 RR này, thì anh em đều tư vấn cho mình là chọn con này. Tại vì con này thứ nhất đi là nó chấp cái con kia êm hơn, mạnh hơn, đặc biệt là không mất giá nha anh em. Còn cái con CBR thì rất dễ mất giá. Rồi chào anh em nhé.